Theo mục tiêu đề án phát triển thương mại dịch vụ từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 25 chợ được xây mới, 17 chợ được cải tạo và nâng cấp. Các địa phương tập trung cải tạo các chợ đã xuống cấp, đồng thời phát triển chợ mới ở các xã có mật độ dân số cao, từng bước xóa bỏ chợ tạm, chợ tự phát, duy trì và phát triển các chợ văn hóa du lịch, từng bước chuyển đổi những chợ không đủ tiêu chuẩn về diện tích sang các loại hình bán lẻ khác như siêu thị mini, cửa hàng tiện ích. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ nâng cấp mở rộng hoặc xây dựng mới chợ hạng 1 tại trung tâm các huyện thị xã và thành phố Lào Cai, phát triển chợ hạng 3 ở địa bàn các xã có diện tích dưới 1.000m2. Toàn tỉnh hiện có 72 chợ, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách.